Hello, xin chào tất cả bạn nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với tựa game King Legacy nhé mọi người. Thì hôm nay sẽ là một cái clip gọi là đánh HD lượm rương, nhưng mà cái clip này chỉ lượm T3 thôi nhé mọi người. Thì chắc là chúng ta sẽ lượm tầm khoảng, đáng lẽ là mình định làm 10 rương thôi, nhưng mà thôi 10 rương kiểu là làm 10 12 cái rương T3 để coi thử coi mình sẽ lượm được những trái quỷ gì xịn sò không nha mọi người. 12 13 rương gì? Chắc là 12 rương đi. 13 rương thì số nói chung thì 13 thì nghe thấy nó không đẹp là 12 nhé mọi người. Thì bây giờ mình sẽ thử lượm 12 mình đánh hai ra và mình lượm 12 cái rune T3 nhé mọi người. Chỉ quay T3 cho ông xem thôi nha, và gọi là quay từ từ chậm chậm cho các bạn xem. Mấy bạn kia kêu tua nhanh trả lượm trái cái gì hết. Thì chắc là video này tầm khoảng 10 phút mình sẽ bình luận từ từ làm cho mọi người để xem coi cái rune đầu tiên mình sẽ lượm được gì. Mới vô đầu tiên nó làm ngay cho mình đó là một trái KT rồi mọi người. Quá ngon luôn. Hớp hớp hớp, nhưng mà cái này chắc là lượm được một nít rồi, không lượm được hai nít rồi. Vô không kịp mọi người ơi. Lại cái định qua nhưng mà không kịp rồi. Bỏ vô đi để không đảo chìm, đảo gần chìm rồi mọi người. Hồi nãy mình vô mình đá nhẹ cái. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến cái này thì chỉ có T3 thôi, nếu như nên mình nhiều khi là mình đánh thì gọi là đánh cho mấy ông coi thôi, còn chắc chắn là lụm là sẽ là chỉ có nếu mà nó đã xuất hiện ở trong cái clip này thì chỉ là T3 thôi nhé mọi người nhé. Còn là có sự chọn lọc ở đây, chỉ gọi là những con nào drop T3 thì mình mới quay cho mọi người xem, và chắc là sẽ là 10 mình điểm coi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 con hả? Thôi sao để 12 cho chuẩn bị 12 luôn đi ha. 11 luôn nghe nó hơi kỳ kỳ á, còn không để 10 luôn thôi, để 10 luôn thì cho đẹp. Đấy. Đây chắc chắn là T3 rồi, nhưng mà để lụm coi sẽ drop cái gì nhé mọi người. Chỉ lụm T3 thôi nhé. Rồi, như cái quần què luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua nick phụ chúng ta lượm nha mọi người. Đấy, vậy chúng ta sẽ lấy nick phụ tôi phi ra thôi. Cái nick phụ này của tôi sẽ sò lắm nha mọi người. Thì nếu như mà cái clip mà gọi là xuất hiện lượm T2, lượm T3 rồi, chắc chắn sẽ có những clip sẽ là lượm toàn T2. Và sẽ có những clip mà chúng ta sẽ đi săn thử 4 hoặc là 5 rune T5, 5 rune T4 nha. Có nghĩa là mình đánh tầm khoảng được 3 cái rune T4 là gọi như là được lập 6 cái rune đó. Cái đó là chắc là hơi khó mọi người à. Cái này đó cho tôi phải săn cả tuần cả tháng nó mới đủ được cho tôi 3 cái rune T4 á. T4 không phải ngày nào cũng gặp được đâu mọi người ơi, khó lắm. Bữa nay mình đánh nguyên đêm mấy chục con mà toàn ra T2 là nhiều thôi, T3 cũng chả được bao nhiêu. Rồi, một phiên và trái vàng nhé mọi người. Tiếp theo thôi. Đây, thì mình sẽ quay đến lúc mà con si kinh nó dạng 2 á thì mình sẽ bắt đầu quay nhé mọi người. Tại vì con si kinh dạng đầu tiên quýnh nó cực lắm, con dạng 2 thì quýnh nó mới nhanh được. Nhiều khi là dạng 2 chuyển qua dạng 3 đánh cũng lâu lắm mọi người à. Và có những con thì mình vô thì mình chỉ lượm rương thôi nữa. Nói chung thì mấy ông đừng có bảo là anh cho em tham gia vô cái gì cái nhóm đánh hay ra gì, không có mọi người ơi. Tụi nó trên Discord tụi nó share code cho tôi vô tôi ké thôi. Chứ không có tôi không có đánh theo nhóm theo hội gì đây hết nha. Kiểu đứa nào nó thích mình thì nó vô nó share code xong rồi kiểu vô trong game mà nó thấy có bạn bè hay nó kết bạn xong nó gửi code cho mình thì mình vô mình ké thôi, chứ mình cũng không có gọi là trong group chat nào đánh hết. Mấy ông này cũng xin mấy ông có kết bạn với tôi thì mấy ông cứ canh khoảng tôi đánh hơi ra nó hơi giờ hơi tâm linh xíu, tôi đánh toàn khoảng 1-2 giờ sáng tới 6-7-8 giờ sáng không à. Hay bạn nào mà gọi là thức đủ nổi thì gọi là canh do với tôi thôi. Có cái thằng nãy giờ có thằng thằng Khôi nè, nó theo tôi nè, nó có kết bạn với tôi thì nó theo tôi thôi, tôi cũng đâu có cấm ai đâu, chủ yếu là quan trọng là 3-4 giờ sáng mà có thức nổi hay không thôi. Ai để coi tiếp theo cái T3 thứ tư thì chúng ta sẽ làm được cái gì đó mọi người. Mới vô thì được cái cửa cũng khá là ngon rồi á. T3 thì mình nghĩ chắc là nên một theo nữa, một đuôi nữa là đẹp. 10 lụm gọi là 10 lần, 10 lần là gọi là 10 rương á. 11 rương chứ. Video này chắc là mình sẽ để mình theo là 11 rương đi. 11 rương nhìn nghe nó cũng lạ lạ đúng không? Thường thường người ta lụm 10 rương, mình lụm 11 rương. Nghe nó hơi kỳ kỳ. Để coi tiếp theo nha. Đã lên clip bên đây thì chỉ có T3 thôi nhé mọi người. Để coi coi tiếp theo sẽ là cái gì đây. Một rồi cái gra mọi người ơi. Rồi bây giờ mình sẽ qua đích phụ, mình bay qua mình lượm nha. Trời toàn gra không à, không có nào ra mochi gì. Một cái mochi thì sao,
T2, nhiều khi T2, nhiều khi ngày mai tôi làm cái clip T2, tôi lượm ra Mochi, tôi lượm ra Finn, tôi lượm ra cái gì ta, đuôi hay ra luôn cho mọi người xem á, chứ cái T3 này nhiều khi nó cũng lởm lắm mọi người ạ. T4 nhiều khi nó còn lởm hơn nữa. Hôm bữa mọi người coi clip short của mình á, cái T4 mình lượm được cái gì? Trời ơi, cái T4 của tôi lượm không ra một cái gì luôn. Không có một món đồ nào thêm mà còn kiểu dạng như nó rớt đồ cùi bắp ra nữa mọi người ạ. Nó không rớt đồ chứ, rớt cái quỷ cùi bắp. Đấy. Nên mọi người cứ gọi là đừng ra T1 mà được. Và hình như tôi mới check tỷ lệ mọi người ạ, cái T1 với cái T4 là tỷ lệ bằng nhau nha. Nếu như các bạn rớt ra T1 mà nó không ra, không phải là cái T4 là mọi người xui thôi. Cái T4 với cái T1 là tỷ lệ bằng nhau nha mọi người, 1% drop. Tôi mới check Wikipedia xong. Bài xa quá, đi nửa đường còn hết hơi nữa. Như mấy cái clip này nó ngắn ngắn á, nó tầm khoảng 10 phút á, thì mình có thể gọi là bình luận từ đầu clip tới cuối clip cho mọi người coi được. Đó, mình không gọi là không tua nhanh video lên, có nhiều ông sẽ không thích xem. Để xem nào. Trời đất ơi, hai máu ở đâu, một phiên. Rồi tiếp theo con hứ 1 2 3 4 5, con hứ rương thứ năm nhé mọi người. Rương này hình như là tụi nó quýnh chưa ta, hình như là tụi nó quýnh rồi, tôi chỉ bay ra lượm thôi hay sao mọi người ạ. À, đó, có những con tụi nó quýnh rồi, tôi chỉ bay ra tôi lượm thôi, cũng đơn giản mà. Cũng đơn giản thôi mà mọi người. Đây, tôi sẽ phi ra ngoài đó nha. Hy vọng là chúng ta sẽ kết thúc 11 rương T3 thì chúng ta sẽ có được khoảng một đuôi HD, một trái Gate thì chúng ta có rồi. Nếu mà được thêm trái Mochi nữa là perfect luôn. Thì game này thì nếu như bạn đánh ra như mình thì mình khuyên các bạn nên tạo cho mình một cái nick phụ qua C3, chúng ta ăn bi cao, chúng ta thức tỉnh lên, thức tỉnh chỉ cần một chiêu thôi là được rồi. Đấy, coi trời đất ơi, trái vàng mọi người ơi, mà không có cái gì hết. Bây giờ tôi sẽ phi qua nó phụ bay ra lẹ mọi người ơi, còn có vài giây nữa là nó hết tham rồi. Có những con thì tụi nó đánh giùm rồi, mình chỉ kêu vào lượm thôi. Tại vì thường săn HD ban đêm á thì nó sẽ bị nhiều server thường nó sẽ bị trùng giờ với nhau á, nên nó ra lẹ lắm, mọi người phải đánh nhanh mọi người mới bay qua, mọi người lượm kịp. Chứ không là nhiều khi là lượm không có kịp mọi người ạ. Lượm không có kịp thì với việc đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ mất hay ra thôi. Nếu như tối mình livestream á, nhiều khi nó sót mọi người ạ. Tụi nó cho mình nhiều quá cái mình bị sót. Trời, hồi tối tôi livestream, tự nhiên tôi đang livestream cái nó đờ máy. Nó đờ máy thế là thôi tôi up luôn. Tối nay có gì live bù lại 2 tiếng cho mọi người nha. Để coi nó phụ làm được cái gì không nha mọi người nha. Trời, lại là trái vàng, hai nít đều trái vàng luôn à. Ảo thật đấy, toàn trái vàng. Rồi, cái này là tôi lượm rồi mọi người ơi, tôi lượm mà tôi quên quay rồi. Trời ơi, cái này tôi lượm ra một teo mọi người ơi, cuối cùng thì cũng ra được teo rồi. Đó, rồi ra được một teo, mình 12 teo này, hồi nãy mình có 11 à, rồi được một teo rồi. Ok, vậy là chúng ta đã có được tỷ lệ là một teo và một cái gate rồi, cũng khá là ngon ha. Để coi còn cái gì nữa hay không đâu. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục lấy cái nít phụ ra lượm. Cái nít chính thì hồi nãy mình quên quay mọi người ơi, hồi nãy mình quên quay cái nít chính nó đánh xong rồi á, mình lượm luôn. Mình quay lại mình nhìn cái OBS nó chết rồi, quên mở cái OBS lên, nhưng mà không sao, ra một đuôi rồi. Có gọi là có vốn rồi nha mọi người. Một đuôi và một trái gate cho cái 1 2 3 4 5 6 7 8. Vậy là rương thứ tư là mình đã có được cho mình một gate và một HD, loại một đuôi HD nha mọi người. Còn hai cái rương nữa hy vọng là chúng ta sẽ lập được cái gì đó có giá trị một xíu ha. Còn không như là coi như cũng đã thành công rồi. 4-5 con, chỉ có 5 con hề ra thôi. Mà chúng 5 cái rương T3 thôi mà chúng ta đã được một đuôi một gate là khá là lời rồi. Trời đất ơi, ra trái râu đen luôn. Phải, trời ơi, mấy ông kia cũng quýnh rồi nữa thôi, mấy ông quýnh cũng làm gì làm. Tôi không quan tâm, tôi găn farm mờ mà quýnh hẹo thôi. Đây sẽ là cái con cuối cùng và đây là sẽ là cái rương thứ 10 nhé mọi người. Mình sẽ là, đáng lẽ là 10, mình làm 10 thôi nhưng mà coi như là mình bonus cho các bạn thêm. Bonus thêm cho các bạn thêm nha. Đấy. Hy vọng là cái con cuối cùng này nó sẽ drop cho chúng ta một trái quỷ gì xịn xịn đi. Còn không thôi, coi như là kết thúc gọi là perfect rồi. Rớt gì thì rớt, không rớt thì thôi nhé mọi người. Nhìn lên. Ôi trời ơi, quýnh nữa.
đó mọi người thấy thằng kia nó cứ join theo mình đó, là gọi là từ đó được húp ké đó. Để xem nào, chuông cuối cùng, trời ơi cháy lớp mọi người ơi, cháy lớp luôn mà. Thôi được rồi, thì mình nghĩ là mình sẽ kết thúc cái video tại đây luôn. Còn một phần nhỏ thì bây giờ mọi người sẽ tự mọi người xem coi thử cái đích phụ mình sẽ lập được cái gì nha. Còn bây giờ mình sẽ kết thúc cái video và tại đây trước nha mọi người. Rồi hẹn mọi người những video sau luôn nha. Bye bye. Hell.